Bài 11: Ăn chánh niệm. Hôm nay, đề tài mà tôi muốn nói với các bạn là tỉnh giác hay hiểu biết sáng suốt trong khi ăn. Cơ thể chúng ta cần thức ăn mỗi ngày, bởi vậy hàng ngày chúng ta cần phải ăn để sống. Thức ăn trở thành một nhu cầu thiết yếu và lớn lao của cuộc sống. Chúng ta phải bỏ ra nhiều thì giờ để ăn, nghĩa là phải tốn thì giờ để kiếm thức ăn, để nấu, để ăn, rồi phải giữ dọn xong, rồi phải giữ dọn son, nồi, chén, bát nữa. Nhưng không phải mọi người đều ăn một cách tỉnh giác hay sáng suốt. Một số người ăn kiêng theo sức khỏe của họ, và họ phải trả một số tiền cho việc ăn uống kiêng khem này. Chúng ta được may mắn hơn vì chúng ta biết hành thiền minh sát. Thiền minh sát đã dạy cho chúng ta phải ăn một cách thông minh, sáng suốt. Thiền minh sát dạy chúng ta phải chú tâm vào mọi tác động, bao gồm trong sự ăn. Nhờ chú tâm như thế nên chúng ta có thêm sức khỏe, đồng thời có thể đạt được những tuệ giác minh sát do nhờ quán sát xuyên thấu vào bản chất của sự ăn. Trong kinh Đại Niệm Xứ có một chương Đức Phật dạy về tỉnh giác hay ý thức sáng suốt. Trong chương này, Đức Phật dạy chúng ta áp dụng tỉnh giác trong khi đi tới, tỉnh giác trong khi đi lùi, tỉnh giác trong khi duỗi tay, tỉnh giác trong khi co tay. Tỉnh giác trong khi ăn uống, nhai nếm. Có 4 loại thực phẩm. Thực phẩm lỏng có thể uống như cháo. Thực phẩm mềm phải nhai như cơm hay thức ăn mềm. Thực phẩm cứng hơn phải cắn và nhai nhiều hơn như trái cây, bánh. Thực phẩm phải dùng lưỡi mà thưởng thức, nếm, liếm như mật ong. Như vậy, có 4 loại thực phẩm. Thực phẩm uống, thực phẩm mềm, thực phẩm cứng, thực phẩm dùng lưỡi để tiêu thụ. Đức Phật dạy chúng ta, dầu dùng loại thực phẩm nào cũng phải tỉnh giác hay ý thức sáng suốt trong khi dùng. Thật ra muốn có tỉnh giác hay ý thức sáng suốt trong khi ăn, chúng ta cần phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì không có sự định tâm. Không có định tâm thì cũng không có tỉnh giác hay ý thức sáng suốt. Như vậy, một cách cơ bản, chúng ta phải chánh niệm vào việc ăn. Những lời hướng dẫn của Đức Phật rất ngắn. Chỉ một câu, thầy tỳ khưu áp dụng tỉnh giác trong khi ăn, uống, nhai, nếm. Chắc chắn rằng Đức Phật dạy nhiều hơn, từng chi tiết trong sự ăn, nhưng điều này không được ghi lại trong kinh Đại Niệm Xứ. Những điều chỉ dẫn của Đức Phật được Đại Đức Ananda, thị giả của Ngài nhớ và nói lại, rồi được các người kế thừa sau này tiếp nối nhau truyền tụng bằng cách đọc thuộc lòng. Về sau, người ta viết thành sách gọi là Những Lời Giảng Giải Linh Tinh, rải rác, ngắn gọn. Các nhà chú giải viết ra chú giải, làm sáng tỏ những lời dạy của Đức Phật, rồi truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như vậy, trong chú giải có nhiều chi tiết được đưa ra. Trước khi cố gắng tìm hiểu về tỉnh giác hay ý thức sáng suốt trong khi ăn, chúng ta phải hiểu tỉnh giác hay ý thức sáng suốt là sự hiểu biết đúng đắn. Chú giải đưa ra 4 loại tỉnh giác hay ý thức sáng suốt. Ý thức sáng suốt về lợi ích hay lợi ích tỉnh giác. Ý thức sáng suốt về sự thích nghi hay thích nghi tỉnh giác. Ý thức sáng suốt về lĩnh vực hay lĩnh vực tỉnh giác. Ý thức sáng suốt về sự không si mê hay không si mê tỉnh giác. 1. Lợi ích tỉnh giác. Tìm hiểu xem thức ăn mà chúng ta ăn có đem lại lợi ích cho cơ thể, cho sức khỏe không. 2. Thích nghi tỉnh giác. Sau khi tìm ra lợi ích của thức ăn, chúng ta coi thử thức ăn đó có thích nghi cho ta không. Có những loại thực phẩm khi ăn ta thấy khó chịu thì thực phẩm đó không thích hợp với ta. Nếu ăn một số loại thực phẩm mà tâm bất thiện khởi sinh và những tâm sở thiện bị giảm sụt thì đó là thực phẩm hoàn toàn không thích hợp. Như vậy, chúng ta phải tìm xem thức ăn nào có lợi và thích hợp, thức ăn nào không lợi ích và không thích hợp. Chỉ khi nào thấy thức ăn vừa lợi ích vừa thích hợp, chúng ta mới ăn. 2 loại ý thức sáng suốt này có thể đem áp dụng cho người hành thiền và người không hành thiền. Khi hành thiền, chúng ta có thể dùng hay áp dụng 2 loại ý thức sáng suốt đầu tiên này. 3. Lĩnh vực tỉnh giác. Có nghĩa là không bỏ hành thiền trong khi ăn, tức là ăn với chánh niệm hay áp dụng chánh niệm vào những tác động bao gồm trong sự ăn. Đó là điều mà thiền sinh đã làm trong lúc hành thiền. Khi ăn, chúng ta đã làm những tác động gì? Theo những lời chỉ dẫn ghi trong chú giải, trước tiên là ta bưng bát cơm lên, rồi cầm muỗng, múc thức ăn vào trong bát. Muỗng múc cơm đưa lên miệng,
há miệng đút thức ăn vào, nhai và nuốt xuống, thức ăn vào bụng rồi tiêu hóa và sau đó được cơ thể hấp thụ. Chú giải nói những hoạt động hay những tác động đó chúng ta phải làm trong chánh niệm. Khi nhìn vào thức ăn, hãy chánh niệm vào sự nhìn. Khi lấy thức ăn để vào bát, hãy chánh niệm ghi nhận, hay vừa ghi nhận vừa niệm thầm, lấy. Khi đưa thức ăn vào miệng, hãy chánh niệm ghi nhận, hay vừa ghi nhận vừa niệm thầm, đưa. Khi thực phẩm sẵn sàng nuốt xuống, hãy chánh niệm ghi nhận, hay vừa ghi nhận vừa niệm thầm, nuốt. Chúng ta chánh niệm như thế được lợi ích gì? Ngoài việc đem lại kết quả về tinh thần, ăn có chánh niệm còn giúp chúng ta không ăn quá độ. Bởi vì khi ăn, bạn ghi nhận từng tác động một thì bạn sẽ không muốn ăn quá mức cần thiết. Nhờ chánh niệm, dần dần khi ăn, bạn thấy đây là gánh nặng. Lúc bấy giờ bạn sẽ không có khuynh hướng ăn quá độ. Nhờ đó bạn cải thiện được cơ thể mình và sức khỏe của mình. Như vậy ăn chánh niệm đem lại lợi ích cho ta. Khi ăn với chánh niệm, bạn phải chú ý vào các tác động nhỏ nhặt bao gồm trong sự ăn. Nhờ đó bạn đạt được sự tập trung tâm ý. Khi định tâm phát triển, bạn sẽ thấy được bản chất thực sự của những động tác trong sự ăn này. Vậy khi bạn thực hành lĩnh vực tỉnh giác, nghĩa là bạn chánh niệm trên sự ăn và tất cả các tác động bao gồm trong sự ăn. Khi lĩnh vực tỉnh giác chín mùi, có nghĩa là khi bạn đạt được định tâm cao, bạn bắt đầu thấy một cách đúng đắn các tác động bao gồm trong sự ăn. Bạn bắt đầu thấy được chân tướng của sự vật. Như vậy, bạn có được tỉnh giác thứ tư, đó là không si mê tỉnh giác. 4. Không si mê tỉnh giác. Không si mê có nghĩa là hiểu được, hiểu một cách rõ ràng đúng đắn. Bạn thấy rằng trong sự ăn chỉ bao gồm những yếu tố tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với bốn yếu tố này, nhưng ở đây chú giải thêm vào hai yếu tố nữa. Yếu tố thứ năm là hư không, yếu tố thứ sáu là thức tánh. Chú giải nói rằng sáu yếu tố trên đều bao gồm trong tác động của sự ăn. Thật ra những tác động này không có gì cả mà chỉ là những yếu tố làm chức năng của chúng mà thôi. Khi bạn cầm bát lên, sự cầm này gây ra bởi yếu tố gió, và sự cầm này cũng gây ra bởi tâm hay hoạt động của tâm. Bạn có tâm muốn nắm lên, và do hoạt động của tâm muốn nắm lên, bạn mới nắm lên. Vậy sự nắm lên được tạo ra bởi hoạt động của tâm có ý muốn nắm lên. Khi đã có ý muốn nắm lên, thì sự muốn nắm lên này tạo nên yếu tố vật chất là gió trong cơ thể. Tác động này là tác động của yếu tố gió mà ta gọi là sự chuyển động. Thật ra đó chỉ là sự khuếch tán hay bành trướng của yếu tố gió mà chúng ta gọi là sự di chuyển. Khi chúng ta thực hiện một sự di chuyển, thì trong mỗi một tác động đều luôn luôn có yếu tố gió bao gồm trong đó. Bạn nắm lên do lực của yếu tố gió, bạn đưa thực phẩm lên miệng, bỏ thực phẩm vào miệng, những tác động đó đều là yếu tố gió. Do sự bành trướng hay khuếch tán của yếu tố gió, bạn đưa thực phẩm đến miệng, bỏ vào miệng. Khi bạn làm những tác động này, bạn có thể thấy chẳng có gì gọi là cái ngã trong khi ăn. Tất cả đều chỉ là yếu tố gió làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chính yếu tố gió đã lấy thức ăn, yếu tố gió đưa thức ăn lên miệng, yếu tố gió đã mở miệng, v.v. Những gì bao gồm trong tác động ăn không phải chỉ có yếu tố gió mà còn bao gồm những yếu tố khác như yếu tố đất. Yếu tố đất có bản chất nhận chịu những gì đặt lên nó. Khi bạn đưa thức ăn vào miệng, khi bạn mở miệng, v.v. thì đều có yếu tố đất bao gồm trong đó. Sau khi thức ăn được nhai nhuyễn bởi hàm trên và hàm dưới, rồi được đưa đến bao tử, thì cũng nhờ yếu tố gió. Khi thức ăn được đưa vào bao tử tiêu hóa, thì sự tiêu hóa này tạo bởi yếu tố lửa. Yếu tố lửa nấu thức ăn và tiêu hóa chúng. Sau đó, thức ăn đã được tiêu hóa, chảy xuống ruột, cũng được làm ra bởi yếu tố gió. Yếu tố nước làm cho thực phẩm ẩm ướt. Nếu yếu tố nước không làm nhiệm vụ của nó, thì thực phẩm trở nên khô vì yếu tố lửa hiện diện. Để giữ cho thực phẩm không cứng, yếu tố nước có nhiệm vụ làm thực phẩm ẩm ướt. Trong tiến trình của sự ăn, ta thấy có bốn yếu tố. Bốn yếu tố này đã làm chức năng của chúng. Chúng làm nhiều chức năng khác nhau mà chúng ta gọi là ăn. Vì thế, trong tác động của sự ăn,
chúng ta không thể thấy cái gì khác hơn là bốn yếu tố. Chúng ta không thấy có một người nào, một ngã nào đang ăn, chỉ có những yếu tố đang thực hiện các chức năng thích ứng. Trong sự ăn cũng còn bao gồm yếu tố hư không. Yếu tố hư không biểu hiện là một khoảng trống, một con đường dẫn thực phẩm tiêu hóa vào phần dưới cơ thể. Không có ai cầm một cái cây đẩy thức ăn xuống, đó chỉ là yếu tố gió di chuyển thực phẩm đã được tiêu hóa xuống. Để cho thực phẩm chảy xuống thì yếu tố hư không làm chức năng như một con đường cho thực phẩm đi xuống. Tất cả các tác động bao gồm trong sự ăn, ngay cả lúc đầu như kiếm thức ăn v.v. cũng cần phải có tâm, cần phải có yếu tố hoạt động của tâm cùng làm việc. Như vậy trong mỗi tác động của sự ăn, ta tìm thấy 6 yếu tố đã làm những nhiệm vụ tương ứng. Ngoài 6 yếu tố đó ra, chúng ta không còn tìm thấy cái gì khác. Khi chúng ta thấy rằng không có cái gì gọi là con người hay một tự ngã đang ăn mà chỉ có 6 yếu tố đang cùng nhau làm nhiệm vụ, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã có sự hiểu biết đúng đắn về những tác động trong khi ăn. Sự hiểu biết đúng đắn này chỉ có được khi chúng ta áp dụng chánh niệm vào các tác động trong sự ăn. Khi chánh niệm đã được thiết lập, chúng ta sẽ có định tâm. Khi tâm an định, ổn cố sẽ giúp cho thiền sinh thấy rõ chân tướng. Khi nước có chất bẩn, ta không thể nhìn xuyên suốt qua nó. Nhưng khi chất bẩn đã được lắng xuống, nước trở nên trong, chúng ta có thể thấy xuyên suốt qua nó. Cũng vậy, khi có ô nhiễm trong tâm, chúng ta không thể thấy sự vật một cách rõ ràng. Nhưng khi các chướng ngại trong tâm đã được chế ngự, đã lắng xuống, chúng ta bắt đầu thấy sự vật một cách rõ ràng. Khi các chướng ngại đã được bình ổn, lắng xuống, chúng ta đạt được một số định tâm. Khi có định tâm, chúng ta sẽ thấy rõ bản chất thực sự của sự vật. Và khi chúng ta thấy rõ sự vật chỉ là 6 yếu tố làm những chức năng khác nhau vào lúc xảy ra tác động ăn mà không có một tác nhân hay một người nào cả, thì chúng ta sẽ có được sự hiểu biết đúng đắn về các tác động của sự ăn. Sự hiểu biết đạt được xuyên qua sự thực hành không phải do đọc sách hay do ai nói, bởi vì chính chúng ta phải thực hành mới thấy được, nên chính chúng ta phải cố gắng, không ai có thể cố gắng thay cho chúng ta, không thể nào có chuyện. Một người thiền mà một người khác được lợi ích, như vậy chúng ta phải tự mình giúp cho chính mình. Chúng ta phải hành thiền, phải áp dụng chánh niệm trong tất cả mọi sự việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta áp dụng ý thức sáng suốt vào trong tất cả mọi tác động. Đó là lý do tại sao khi hành thiền minh sát, chúng ta phải luôn luôn chánh niệm, phải luôn luôn chú tâm vào tất cả những đối tượng nổi bật trong giây phút hiện tại, nhất là trong lúc ăn chánh niệm. Ăn rất quan trọng, vì trong lúc ăn tất cả mọi hoạt động đều nổi bật, bởi thế nên chúng ta phải chánh niệm trong lúc ăn. Nhưng đây là điều khó khăn đối với những người không có kinh nghiệm áp dụng chánh niệm vào các tác động trong lúc ăn. Người không có kinh nghiệm chú tâm vào những tác động trong lúc ăn thì có thể cảm thấy chán nản trong khi chú tâm vào các tác động này. Nhưng muốn thấy rõ bản chất thực sự của các tác động trong lúc ăn, chúng ta phải quan sát kỹ càng. Chúng ta phải quan sát kỹ càng. Chúng ta phải quan sát một cách chánh niệm với ý thức sáng suốt. Bởi vì có chánh niệm khắng khích vào đề mục, chúng ta mới đạt được sự định tâm. Nhờ có sự định tâm, chúng ta mới đạt được sự hiểu biết đúng đắn về tiến trình của sự ăn. Tiến trình này chẳng có gì khác hơn là 6 yếu tố cùng tham dự trong tiến trình ăn. Sự hiểu biết như thế giúp chúng ta tránh được tham ái, dính mắc vào sự ăn hay vào thức ăn. Khi tránh được tham ái, dính mắc vào thức ăn là chúng ta loại trừ phiền não trên từng sát na một. Sát na loại trừ phiền não này sẽ dẫn đến tạm thời loại trừ phiền não. Tạm thời loại trừ phiền não cuối cùng sẽ dẫn đến loại trừ phiền não hoàn toàn khi chúng ta đạt đạo quả giải thoát. Để đạt được giải thoát giác ngộ, chúng ta cần thấy rõ bản chất thực sự của sự vật. Chúng ta cần phải loại trừ tham ái đối với vật chất và tâm. Để loại trừ tham ái đối với tất cả hiện tượng có điều kiện vật chất và tâm, chúng ta cần thấy rõ bản chất thực sự của chúng. Để thấy rõ bản chất thực sự, chúng ta cần phải quan sát, cần phải áp dụng chánh niệm và tỉnh giác, ý thức sáng suốt vào sự ăn. Ăn là một phần của cuộc sống chúng ta. Chỉ cần áp dụng chánh niệm vào việc ăn, chúng ta có thể xuyên thấu sâu xa vào bản chất của sự ăn. Chúng ta sẽ hiểu rõ rằng
chẳng có gì có thể gọi là một con người hay tự ngã đang ăn, mà chỉ là những yếu tố đang làm công việc của chúng. Chúng ta đạt được sự hiểu biết đúng đắn nhờ quan sát trực tiếp các tác động bao gồm trong sự ăn. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các bạn nghe những điều giải thích trong chú giải. Bên trong chẳng có cái ngã đang ăn, sự thu nhận thức ăn xảy ra xuyên qua sự bành trướng của yếu tố gió, và yếu tố gió này là kết quả của tâm tác động, hoạt động của tâm tạo ra yếu tố gió. Và do sự bành trướng của yếu tố gió khiến cái tay đặt vào trong bát. Khi bạn đặt tay vào trong bát là bạn có ý muốn ăn. Nhiều xứ Á Châu người ta thường ăn bằng tay. Bạn đưa tay vào bát lấy cơm, vo thành viên tròn, đưa lên miệng, bỏ vào miệng. Qua sự bành trướng của yếu tố gió này có nguyên nhân là hoạt động của tâm, khiến cho cái tay đặt vào trong bát lấy cơm, vo thành viên tròn, đưa lên miệng và miệng mở ra. Không ai mở miệng cho mình cả. Do tâm khởi sinh ý muốn, khiến yếu tố gió đặt tay vào bát lấy cơm, vo tròn, đưa đến miệng, miệng mở ra và bỏ cơm vào miệng. Hàm trên đứng yên giống như phần dưới của cối xay bột, hàm dưới xoay quanh giống như phần trên của cối xay tác động bởi tay quay. Như vậy thức ăn đã được trộn với nước miếng, được trộn bởi cái lưỡi. Trong tác động của sự ăn, không có ai tham dự vào, tất cả do hoạt động của yếu tố gió. Yếu tố lửa tiêu hóa thức ăn, không ai nấu nó. Sau khi thức ăn được tiêu hóa, nó biến thành chất thải, không ai dùng cây để vứt nó ra ngoài, mà do yếu tố gió tống nó ra ngoài. Tóm lại, yếu tố gió đưa thực phẩm vào miệng, yếu tố gió trộn lẫn, nghiền nát, thấm nước, yếu tố gió đẩy nó xuống bụng, tiêu hóa và tống khứ ra ngoài. Yếu tố đất giúp đỡ cho yếu tố gió trong công tác trên. Yếu tố nước thấm ướt thực phẩm, giữ nó ở tình trạng ướt. Yếu tố lửa tiêu hóa thức ăn và đưa nó vào bên trong cơ thể. Yếu tố hư không tạo con đường đi để thực phẩm đi vào. Yếu tố gió trộn lẫn và tống khứ ra ngoài. Yếu tố tâm tùy theo sự thích hợp tương ứng tham dự vào mọi nơi. Theo bài pháp về thực phẩm của người an cư. Bài 12. Những tầng mức thanh tịnh đầu tiên trong thiền minh sát. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn nghe về những tầng mức đầu tiên của sự thanh tịnh trong việc hành thiền minh sát. Thật ra đối với thiền minh sát có 7 tầng mức của thanh tịnh được mô tả. Tầng mức đầu tiên và thứ hai thực ra không phải là tầng mức thiền minh sát, nhưng hai tầng này là căn bản của thiền minh sát, cho nên người ta cũng tính luôn hai tầng này trong 7 tầng mức thanh tịnh của thiền minh sát. Tầng mức đầu tiên của sự thanh tịnh là giới tịnh hay giới luật trong sạch. Giới luật trong sạch là điều rất quan trọng đối với người hành thiền minh sát, bởi vì không có giới tịnh thì không có hy vọng đạt sự định tâm. Giới tịnh có nghĩa là giữ giới trong sạch. Không sát sinh, không trộm cắp, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Những giới này mặc dầu được Đức Phật dạy, nhưng không phải dành riêng cho Phật giáo, bởi vì những giới này có trước khi Đức Phật ra đời và đã được nhiều người nói đến trong những câu chuyện tiền thân về giữ giới. Không những giữ ngũ giới, người ta còn giữ 8 giới, 10 giới nữa. Nhưng đối với người tại gia cư sĩ, 5 giới là đủ, có nghĩa là giữ 5 giới là vừa đủ để đạt đến giới tịnh. Như vậy, nếu giữ 5 giới thì được xem là thanh tịnh giới. Nhưng trong một khóa thiền dài ngày, thiền sinh nên giữ 8 giới, bởi vì giữ 8 giới tốt hơn là giữ 5 giới. Nhờ giữ 8 giới, thiền sinh có nhiều thì giờ hơn để hành thiền, đồng thời cũng giảm thiểu hay không để cho tâm bất thiện khởi sinh. Bởi vậy chúng tôi khuyến khích thiền sinh giữ 8 giới trong suốt thời gian hành thiền. Đối với người hành thiền, điều quan trọng trước tiên là phải giữ giới trong sạch. Câu hỏi đặt ra ở đây là, thiền sinh phải đạt được thanh tịnh giới bao lâu mới hành thiền minh sát? Khi đọc những câu chuyện trong sách Phật, chúng ta đi đến kết luận rằng, đối với thiền sinh thì không cần thiết phải thanh tịnh giới một thời gian lâu trước khi hành thiền. Lấy trường hợp của tên cướp nổi tiếng Agulimala, ông không những là một tên cướp, ông còn là kẻ sát nhân, ông giết chết rất nhiều người.
Nhưng một ngày nọ, Đức Phật đến với ông và thuần hóa ông. Đầu tiên ông trở thành một nhà sư, sau đó ông hành thiền minh sát và giác ngộ đạo quả. Đối với trường hợp của ông thì giới luật của ông không trong sạch được bao lâu trước khi ông hành thiền minh sát. Ông ta ở trong rừng giết người và thu thập những ngón tay. Nhưng sau khi gặp Đức Phật, ông ta đã bỏ hết tất cả những hành động ấy. Ông trở thành nhà sư rồi giác ngộ đạo quả. Như vậy đối với người hành thiền, không cần bắt buộc phải giữ giới hạnh trong sạch một thời gian lâu trước khi hành thiền. Nhưng giữ giới luật luôn luôn trong sạch là một điều tốt đẹp. Tôi không bao giờ khuyên hay khuyến khích các bạn không giữ giới luật và đợi đến trước khi hành thiền rồi mới giữ giới. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, giữ giới luật trong sạch có nghĩa giữ những thói quen tốt đẹp trước khi bạn hành thiền. Khi bạn giữ giới luật trong sạch thì bạn sẽ không bị cảm giác hối hận hay ân hận, không bị đau khổ vì hối hận, luyến tiếc. Tâm của các bạn sẽ an tịnh, dễ dàng đạt sự định tâm. Giới thanh tịnh là điều quan trọng, nên bạn phải xin giới và giữ giới vào lúc bắt đầu khóa thiền. Xin giới và giữ giới giúp bạn chấp nhận một cách chắc chắn rằng giới luật của bạn trong sạch, và bạn sẽ không có lo lắng về việc không biết giới luật mình có trong sạch hay không. Nhờ thế bạn có thể an tâm hành thiền một cách tốt đẹp. Thanh tịnh đầu tiên mà thiền sinh phải có là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh chưa phải là hành thiền, đó chỉ là xin giới và giữ giới thôi, nhưng đó là căn bản vững chắc cho việc hành thiền. Bởi thế, giới nằm trong 7 giai đoạn của sự thanh tịnh trong việc hành thiền minh sát. Thanh tịnh thứ hai là tâm tịnh. Tâm tịnh được giải thích là đạt cận định và đạt các tầng thiền định. Nếu đạt được cận định hay các tầng thiền định thì bạn phải thực hành thiền định Samatha. Có hai loại thiền được dạy trong Phật giáo: thiền định Samatha và thiền minh sát Vipassana. Bạn chỉ có thể đạt được cận định hay các tầng thiền khi bạn thực hành thiền định. Có 40 đề mục để hành thiền định, chỉ có 30 đề mục có thể đạt được các tầng thiền, nhưng tất cả 40 đề mục đều có thể đạt được cận định. Cận định là mức định tâm đạt được trước khi vào các tầng thiền. Không có cận định thì sẽ không đạt được các tầng thiền. Muốn đạt được hai loại định tâm này, chúng ta phải hành một trong 40 đề mục thiền định. Được gọi là cận định vì nó gần các tầng định hay bên cạnh các tầng thiền định. Theo nghĩa này thì muốn đạt được tâm tịnh phải hành thiền định Samatha. Về sau, khi đã đạt được cận định hay các tầng định Jhana, thiền sinh sẽ chuyển qua thiền minh sát. Khi chuyển qua thiền minh sát, thiền sinh có thể lấy cận định hay các tầng thiền làm đối tượng cho việc hành thiền. Nói một cách khác, thiền sinh có thể thực hành thiền minh sát trên cận định hay trên các tầng thiền. Thiền sinh cố gắng quan sát để thấy cận định và các tầng thiền là vô thường, khổ và vô ngã. Có nghĩa là thiền sinh chú tâm vào sự chuyển biến hay sự thay đổi của cận định hay các tầng thiền để thấy chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là cách thức hành thiền minh sát. Thiền sinh hành thiền định trước rồi chuyển qua hành thiền minh sát sau. Những thiền sinh như vậy tiếng Pali gọi là định thừa. Có nghĩa là lấy thiền định, thiền vắng lặng làm xe. Chúng ta có thể gọi những người hành thiền như vậy là những lữ khách của thiền định. Có những người dùng xe lửa của thiền định để đạt được cận định hay các tầng thiền, rồi sau đó chuyển sang xe lửa minh sát để đi đến đích Niết Bàn. Khi gọi một người là Samatha Janika, định thừa hay người đi xe định, điều này không có nghĩa là người đó chỉ hành thiền định thôi mà giác ngộ Niết Bàn, bởi vì không thể đạt được Niết Bàn giải thoát mà không hành thiền minh sát. Như vậy, Samatha Janika là người hành thiền Samatha trước, và khi đạt được cận định hay các tầng thiền định thì sẽ chuyển qua hành thiền minh sát bằng hai cách. Một là chú tâm vào đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của cận định và các tầng thiền, và một cách khác là ra khỏi cận định hay các tầng thiền rồi tiếp tục giữ tâm thanh tịnh này chuyển qua hành thiền minh sát. Đối với chúng ta ở đây thì sao? Chúng ta không hành thiền định nên chúng ta không đạt cận định cũng như các tầng thiền, bởi vì cận định và các tầng thiền được mô tả là tâm tịnh. Vậy thì làm sao những người hành thiền minh sát đạt được tâm tịnh khi không có cận định hay các tầng thiền? Có thể chúng ta bỏ qua hai tầng mức này lên tầng mức thứ ba là kiến tịnh không?
không thể được, bởi vì những tầng thiền này phải đạt được từng cái một theo thứ tự. Như vậy chúng ta, những người chỉ hành thiền minh sát, đã bỏ qua hai giai đoạn này hay sao? Thật ra chúng ta không bỏ qua hai giai đoạn giới tịnh và tâm tịnh. Tâm tịnh thật sự có nghĩa là sự thanh tịnh của định tâm. Người chỉ thuần hành thiền minh sát cũng cần có định tâm. Bởi vì không có định tâm thì chúng ta không thể xuyên thấu vào bản chất của sự vật. Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, hãy thực hành hay phát triển định. Khi tâm đã được phát triển thì các thầy thấy thực tướng của sự vật. Muốn thấy rõ thực tướng của sự vật là vô thường, khổ, vô ngã v.v. chúng ta cần có một số tâm định. Trong khi hành thiền minh sát, chúng ta không có cận định và định trong các tầng thiền. Nhưng trong khi hành thiền minh sát, chúng ta có một sự định tâm khác, đó là sát na định. Người chỉ hành thiền minh sát thì thay thế cho cận định và các tầng thiền bằng sát na định. Như vậy đối với thiền sinh chỉ hành thiền minh sát thôi, thì sát na định được gọi là tâm tịnh. Khi thiền sinh đạt được sát na định, thì thiền sinh đã hoàn thành được tầng mức thanh tịnh thứ hai gọi là tâm tịnh. Khi nào thiền sinh đạt được sát na định? Lúc khởi đầu, thiền sinh hành thiền minh sát, cố gắng chánh niệm trên đối tượng, chánh niệm trên hơi thở hay trên chuyển động của bụng và chú tâm chánh niệm trên đề mục nổi bật trong hiện tại. Nhưng mặc dầu cố gắng, nhưng tâm của thiền sinh vẫn chạy lang thang đầy đó. Đó là chuyện thường xảy ra đối với tất cả thiền sinh. Tâm chạy ra khỏi đề mục, nhưng với sự kiên trì, nỗ lực, không thối chuyển, chú tâm vào đề mục hiện tại. Khi mà chánh niệm của thiền sinh được phát triển mạnh mẽ và tích cực, thì tâm thiền sinh bắt đầu ổn định, trú vững chắc trên đề mục. Dần dần, tâm lang bạt ngày càng ít đi, cho đến lúc nó hoàn toàn ở trên đối tượng, hiếm khi chạy lung tung ra ngoài. Khi thiền sinh đạt đến tình trạng này, đạt đến loại tâm định này, thì đã hoàn thành bước thanh tịnh thứ hai. Chúng ta gọi đây là sát na định. Sát na định tương đương với cận định. Khi thiền sinh thực hành thiền vắng lặng, đạt được cận định thì tâm thiền sinh sẽ định trên đề mục mà không vọng tâm. Lúc bấy giờ, những chướng ngại của tâm được chế ngự. Mặc dầu phiền não chưa được loại trừ, nhưng chìm lắng xuống và không còn nổi trên bề mặt nữa. Và lúc bấy giờ định tâm rất tốt đẹp, tâm thiền sinh luôn luôn ở trên đề mục. Cũng vậy, trong khi hành thiền minh sát, khi thiền sinh đạt được sát na định, tâm thiền sinh luôn luôn ở trên đề mục minh sát. Mỗi sát na định tâm được theo sau bởi những sát na định tâm khác. Rồi một sát na định tâm khác lại nối tiếp theo, cứ như thế diễn tiến, không có khoảng hở giữa các sát na định tâm và luồng định tâm không bị ngắt đoạn. Sự khác biệt giữa cận định và sát na định. Cận định là tâm trụ trên đề mục duy nhất, trên đề mục chọn sẵn. Còn sát na định thì tâm có thể ở trên nhiều đề mục ABC khác nhau trong từng sát na một. Như vậy đề mục tuy khác nhau nhưng định tâm luôn luôn ở đó. Định tâm luôn luôn ở trên đề mục. Mặc dầu đối tượng có thể khác nhau từ sát na này đến sát na khác, nhưng chánh niệm và định tâm luôn luôn có mặt, không bị gián đoạn bởi sự đứt quãng, bởi tâm lan bạc ra ngoài. Như vậy sát na định có cường lực như cận định. Và lúc bấy giờ những chướng ngại về tâm như sân hận, tham ái, giả dưỡi, buồn ngủ, bất an, hối hận cùng hoài nghi đều được chế ngự. Khi thiền sinh đạt được sát na định, tâm thiền sinh trở nên đứng yên, an tịnh, tĩnh lặng, không lay động. Thiền sinh bắt đầu thấy sự vật một cách rõ ràng. Lúc đầu mới hành thiền, bạn nghĩ rằng mình đã thấy sự vật một cách rõ ràng. Khi đó bạn thấy hơi thở vào ra và thấy rõ sự chuyển động của bụng phồng xẹp. Khi đạt được sát na định, bạn lại thấy sự vật càng ngày càng rõ ràng hơn. Đề mục xuất hiện trước bạn cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Và bất kỳ đối tượng nào mà bạn đặt tâm đến, bạn thấy chúng một cách rõ ràng trong tâm. Rõ ràng có nghĩa là không lẫn lộn với những đối tượng khác. Vào giai đoạn đầu, đôi lúc thân tâm bị trộn lẫn nhau, bạn không thấy rõ ràng vật chất và tâm riêng biệt và chúng xuất hiện trong tâm bạn trộn lẫn nhau. Nhưng với sự tiến bộ về định tâm, bạn bắt đầu thấy thân và tâm một cách rõ ràng. Bạn thấy thân tâm xuất hiện như một cặp và tan biến như một cặp. Khi bạn thấy vật chất và tâm một cách rõ ràng, thì bạn thấy vật chất và tâm như hai cái gì khác biệt chứ không nhập một. Đôi lúc thiền sinh Trình Pháp cho biết, trước đây thiền sinh thấy rằng mình chỉ là một người,
Bây giờ thiền sinh thấy rõ là hai ba người. Đó là thiền sinh thấy được vật chất và tâm một cách rõ ràng. Thiền sinh thấy rõ vật chất được ghi nhận và tâm ghi nhận vật chất đó, rồi tâm lại ý thức sự ghi nhận của tâm. Như vậy chúng ta có ba sự vật cùng diễn tiến, cùng xảy ra. Khi bạn thấy điều này, bạn thấy vật chất và tâm riêng biệt. Khi thiền sinh đạt được tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát, thiền sinh loại trừ ý niệm sai lầm về một con người hay một cá nhân, một tự ngã. Những gì mà thiền sinh thấy được chỉ là vật chất và tâm sinh và diệt, hay đến và đi từng cặp một. Từng sát na, thiền sinh không thấy gì ngoài vật chất và tâm. Khi thiền sinh chỉ thấy vật chất và tâm trong từng sát na, thiền sinh mất ý niệm sai lầm rằng có một con người, một cá nhân, một thực thể vĩnh cửu. Như vậy thiền sinh có khả năng loại trừ tà kiến, cá nhân về chính mình. Đó là tầng mức thanh tịnh thứ ba đạt được bởi hành thiền minh sát. Thực ra tầng thiền thứ ba này mới bắt đầu nằm trong lãnh hay lĩnh vực của thiền minh sát. Nói một cách chính xác thì tầng thiền này cũng chưa phải là tầng thiền minh sát. Tại sao vậy? Để hiểu vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu rõ nghĩa của chữ Vipassana. Vipassana có nghĩa là thấy bằng nhiều cách. Thấy bằng nhiều cách có nghĩa là thấy vật chất và tâm là vô thường, khổ, vô ngã. Sự hiểu biết hay tuệ giác này chỉ có thể có được sau khi đạt được tầng mức cao hơn. Sau khi thấy rõ chỉ có vật chất và tâm, thiền sinh sẽ tiến đến mức cao hơn. Ở tầng mức này, thiền sinh sẽ thấy sự vật có liên hệ nhân quả với nhau. Và sau khi thấy mọi sự vật bị điều kiện hóa, tiếp theo thiền sinh sẽ thấy sự vật sinh diệt một cách rõ ràng. Lúc đó thiền sinh sẽ xác tín được rằng sự vật là vô thường. Khi thấy sự vật là vô thường, thiền sinh cũng thấy được bản chất đau khổ và bất toại nguyện. Khi thiền sinh thấy được bản chất đau khổ hay bất toại nguyện, thiền sinh cũng thấy bản chất vô ngã hay không có cốt lõi của sự vật. Thật ra minh sát chỉ bắt đầu khi thiền sinh thấy rõ vật chất và tâm là vô thường, khổ, vô ngã. Trước đó có hai tầng mức là thấy rõ danh sắc và liên hệ nhân quả. Hai tầng mức này là hai loại tuệ giác. Hai tuệ giác này cũng được gọi là tuệ minh sát bởi vì chúng tiến hành đến thiền minh sát. Mặc dầu một cách đúng đắn, tuệ này không phải là minh sát, nhưng tuệ này đã tiến hành đến minh sát, cho nên chúng cũng bao gồm trong tuệ minh sát. Nhưng trước khi đạt được tầng mức này, các bạn phải hành thiền minh sát một cách thật nghiêm túc và thành khẩn. Đó là tuệ giác căn bản của thiền minh sát. Trước khi đạt được sát na định, chúng ta phải hành thiền minh sát, chứ không phải là thiền định. Như vậy, khi đã đạt được sát na định, thiền sinh phải tiếp tục tiến hành việc hành thiền cho đến khi đạt mục tiêu giải thoát. Trên đây là ba giai đoạn thanh tịnh đầu tiên mà một thiền sinh cần phải kinh nghiệm qua. Tầng mức đầu tiên là giới tịnh, thật ra đó không phải là thiền. Tầng mức thứ hai là tâm tịnh, có nghĩa là đạt được định tâm hoặc cận định hay các tầng thiền định hoặc sát na định. Tiếp theo đó, thiền sinh đạt đến tầng mức phân biệt vật chất và tâm một cách rõ ràng. Khi thiền sinh phân biệt rõ vật chất và tâm, khi thiền sinh thấy rằng chỉ có vật chất và tâm sinh và diệt trong từng sát na, thì thiền sinh có thể loại bỏ được ý niệm sai lầm về một cá nhân hay tà kiến về một con người, một linh hồn vĩnh hằng. Đó là ba tầng mức đầu tiên trong thiền minh sát. Tôi muốn các bạn chỉ nhớ ba tầng mức: giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh. Bài 13: Bảy kho báu tinh thần. Yếu tố đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến. Chánh kiến này được gọi là Panna, trí tuệ. Nhờ có trí tuệ này mà vị Tu Đà Hoàng loại trừ hoàn toàn ba thằng thúc phiền não, đồng thời loại trừ một số năng lực của phiền não khác. Như vậy sự hiểu biết hay kiến thức mà vị Tu Đà Hoàng có được xem như là kho báu. Tôi nghĩ rằng trí tuệ hay sự hiểu biết này mới thực sự đúng là kho tàng quý báu, và đó là chân trí tuệ, bởi vì không ai có thể lấy cắp trí tuệ hay sự hiểu biết này. Đây là của cải riêng của cá nhân, không phải ai cũng có được. Đây là tài sản thực sự, tài sản quý báu nhất, bởi vì nó có thể loại trừ phiền não, có nghĩa là loại trừ đau khổ. Tôi nghĩ rằng nếu bạn có được một phần nào tài sản này, bạn sẽ nói là
tôi không nghèo. Tôi không có tiền, nhưng tôi không nghèo, bởi vì tôi làm chủ những kho tàng cao quý. Đây là câu trả lời mà một người bị bệnh cùi đã nói với vị trời Đế Thích lúc Đức Phật còn hiện tiền. Người bị bệnh cùi này tên là Subhabuddha. Ông ta rất nghèo, phải đi ăn xin và bị đau khổ vì bệnh cùi. Ông ta không có nhà cửa, không nơi trú ngụ. Ban đêm bệnh cùi hành hạ nên ông bị đau đớn, khổ sở vô cùng. Ông không thể ngủ, ông khóc rên to tiếng, làm người khác đang ngủ phải thức dậy hay không ngủ được. Bởi thế ông được gọi là Subhabuddha, có nghĩa là luôn luôn tỉnh thức, còn có nghĩa là luôn luôn làm người khác thức giấc. Ngày nọ, Đức Phật đến khất thực tại thành phố ông cư ngụ. Sau khi đã độ ngọ xong, Ngài đi đến một chỗ để nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ, một số chư tăng cùng cư sĩ tụ họp lại nghe Đức Phật thuyết pháp. Thấy có đông người tụ tập, Subhabuddha nghĩ rằng: kìa, có một số đông người đang tụ tập, có thể người ta đang phát thực phẩm cho người nghèo, vậy ta hãy đến đó xin thức ăn. Nhưng khi đến gần, ông thấy chẳng có phát thực phẩm mà chỉ có đám đông đang ngồi yên lặng chăm chỉ nghe Đức Phật thuyết pháp. Thế vậy ông suy nghĩ: chỗ này chẳng có phát thức ăn gì cả, nhưng ẩn sĩ Gotama đang thuyết pháp, đây là cơ hội tốt đẹp, vậy ta hãy để tâm nghe Đức Phật thuyết giảng. Thế là Subhabuddha kính cẩn ngồi xuống một nơi bên ngoài đám đông để lắng nghe giáo pháp. Đức Phật thấy ông nên ban một thời pháp đặc biệt thích hợp với ông ta. Thông thường khi Phật thuyết pháp, Ngài thường nhìn vào tâm các người đang nghe pháp, Ngài quan sát và thấy khả năng của từng người. Khi Ngài thấy người có đủ khả năng hiểu biết những lời dạy của Ngài, người có đủ điều kiện để giác ngộ đạo quả, Ngài hướng tâm trực tiếp đến người đó, giống như chỉ thuyết pháp cho riêng người đó thôi. Khi nhìn tâm tính chúng như vậy, Đức Phật hiểu được tâm Subhabuddha. Ngài thấy trí tuệ Subhabuddha chín mùi vì đã tích tụ nhiều parami trong các kiếp quá khứ, sẵn sàng để giác ngộ, nên Đức Phật hướng tâm đến ông ta. Đức Phật thuyết pháp theo tuần tự, chuẩn bị cho tâm người nghe tiến triển từ thấp đến cao. Đầu tiên, Ngài dạy về bố thí. Thế nào là bố thí? Lợi ích của bố thí. Tiếp theo, Ngài dạy về trì giới, những lợi ích và thành quả của sự giữ gìn giới hạnh tốt đẹp. Rồi Ngài dạy về các cõi trời, là nơi tái sinh của những người bố thí và thực hành giới luật tốt đẹp. Sau khi cho thấy lạc thú ở cõi trời, Đức Phật nói đến những khiếm khuyết về ngũ dục, những tai hại của dục lạc và sự thoát ly khỏi thế gian. Khi thấy tâm của Subhabuddha đã an tịnh, tĩnh lặng, trong sáng, sẵn sàng tiếp nhận, Đức Phật giảng giải những pháp đặc biệt của chư Phật, có nghĩa là Đức Phật dạy cho ông ta về tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến nơi chấm dứt khổ. Vào cuối bài pháp, Subhabuddha đắc pháp nhãn, nghĩa là có sự hiểu biết hay chứng ngộ giáo pháp hay đắc quả Tu Đà Hoàn. Subhabuddha rất hoan hỷ và hạnh phúc, muốn đến gặp Đức Phật để nói cho Ngài biết những thành quả mà mình đạt được. Nhưng vì bị bệnh cùi nên ông ngại phải đi ngang qua đám quần chúng. Ông không muốn người ta ghê sợ và khó chịu khi nhìn thấy ông, nên ông quyết định đợi cho đến lúc những người nghe pháp đã về hết mới đi gặp Đức Phật. Trên đường đi đến gặp Phật, Subhabuddha gặp vua trời Sakka. Vua trời Sakka đến gần Subhabuddha và nói: ông chỉ cần nói rằng Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng, tôi chẳng liên hệ gì đến Phật Pháp Tăng cả, thì ta sẽ ban cho ông vô số của cải. Subhabuddha nghe vậy bèn hỏi: ông là ai? Trời Đế Thích trả lời: ta là Chúa Cõi Trời. Ông là Trời Đế Thích mà sao thiểu trí quá vậy? Ông đúng là kẻ xấu, ông không xứng đáng để nói chuyện với tôi. Mặc dù tôi nghèo tiền của, nhưng tôi rất giàu vì tôi là chủ bảy thánh sản và người có bảy kho báu tinh thần. Đức Phật không xem họ là người nghèo đâu. Rồi ông ta tiếp tục tiến bước. Trời Đế Thích đến gặp Đức Phật trước ông ta và bạch rằng: tôi đã cố thuyết phục Subhabuddha từ chối Phật, nhưng tôi đã thất bại. Đức Phật dạy rằng, dầu cả hàng trăm hàng ngàn người như Trời Đế Thích cũng không thể thuyết phục Subhabuddha bằng cách nói rằng Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng, bởi vì ông ta đã có đức tin thật vững chắc vào giáo Pháp của Đức Phật hay vào Tam Bảo. Sau đó, Subhabuddha đến gặp Đức Phật và bạch với Ngài là ông rất hoan hỷ với giáo Pháp. Giáo Pháp đã mở mắt cho ông ta
giáo pháp như người hiển bày ra những gì bị giấu kín, như đốt sáng ngọn đèn trong đêm tối để những người có mắt có thể thấy được. Và Subhabuddha tuyên bố mình là học trò của Đức Phật. Ông nói, hãy nhận con là người thiện nam đã quy y Tam Bảo, dầu phải nguy hại đến tánh mạng mình. Nói xong, ông ra đi. Đi được một đoạn đường, Subhabuddha bị một con bò cái đang dẫn con đi hút chết. Nghe tin Subhabuddha chết, chư tăng họp ở giảng đường, bạch hỏi Đức Phật rằng, tại sao một người rất quan hỷ với Ngài và giáo pháp do Ngài giảng dạy lại bị hút chết? Ông ta sẽ sinh về đâu và cuộc sống tương lai của ông ta sẽ như thế nào? Đức Phật dạy, này các thầy tỳ khưu, Subhabuddha đã dứt bỏ ba thằng thúc là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, có nghĩa là đã đắc Tu Đà Hoàng nên không thể bị rơi vào bốn ác đạo nữa. Chắc chắn ông ta sẽ giác ngộ đạo quả cao hơn. Vị Tu Đà Hoàng đã dứt bỏ ba thằng thúc đó là thân kiến, có ý nghĩ sai lầm về con người, không biết rằng tôi ta đây chẳng qua chỉ là một khối vật chất và tâm. Hoài nghi, lưỡng lự phân vân, nghi ngờ Phật Pháp Tăng, nghi ngờ Pháp Hành, nghi ngờ Thiền Sư, nghi ngờ khả năng giác ngộ của chính mình. Giới cấm thủ, thực hành những phương pháp sai lầm và nghĩ lầm rằng đó là con đường đưa đến giác ngộ. Khi Đức Phật nói như vậy, thì một vị sư hỏi, bạch Ngài, tại sao một người có khả năng để giác ngộ đạo quả mà lại nghèo nàn và bị cùi? Đức Phật nhắc lại tiền thân của Subhabuddha. Trong quá khứ, đã lâu lắm rồi, Subhabuddha là một người giàu có trong thành phố Rajagaha. Ngày nọ, nhìn thấy Đức Phật độc giác Pachikabuddha đang đi khất thực trong thành phố, ông nói, ai như người cùi? Chúng ta biết Đức Phật độc giác không phải là người cùi. Đức Phật độc giác với y bát và tóc cạo sạch sẽ mà ông ta nhìn Ngài như một người cùi. Ông ta nói, người cùi nào đang đi quanh thành phố? Ông ta nhổ nước miếng tỏ vẻ khinh miệt vị Phật độc giác. Do kết quả của nghiệp bất thiện, ông ta bị tái sinh trong địa ngục nhiều nhiều năm, và do nghiệp bất thiện còn sót lại, kiếp này ông tái sinh thành một người cùi. Ông sinh ra làm người không phải do các nghiệp ác đã tạo, mà nhờ những nghiệp thiện khác ông đã làm trong quá khứ. Ông trở thành người cùi cũng do nghiệp bất thiện đã làm trong quá khứ. Đức Phật đã nhắn nhủ các vị tỳ khưu đừng làm việc ác nào để khỏi rơi vào cảnh khổ đau như vậy. Trong câu chuyện này, Subhabuddha đã nói là ông có bảy thánh sản hay bảy gia tài tinh thần. Chúng ta hãy tìm hiểu bảy thánh sản này. 1. Đức tin Saddha. Có đức tin vào Phật hay đấng giác ngộ có nghĩa là tin rằng Phật là người thật sự giác ngộ. Ngài là bậc chánh biến tri. Ngài hiểu biết những gì cần hiểu biết trên thế gian này. Không cần thầy dạy dỗ. Đức Phật là người có trí tuệ và giới đức trọn vẹn, vân vân. Nghĩa là Đức Phật có đầy đủ chính đức tính, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Những người hiểu biết tin tưởng vào Đức Phật như vậy là người có đủ đức tin hay có sự tín cẩn vào Đức Phật và sự giác ngộ của Ngài. Do có đức tin vào Đức Phật nên người này có đức tin vào Pháp, vào Tăng, vào Pháp Hành. 2. Giới đức Sila. Có giới đức trong sạch, người giữ giới trong sạch, giữ tròn ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Khi giữ được những giới này thì được gọi là có kho báu tinh thần thứ hai. Đây là một kho báu thật quý giá. Tất cả những người Phật tử hay những ai là tín đồ Phật giáo ít nhất phải giữ 5 giới. 5 giới căn bản này còn được gọi là Upasakasila, giới của người cận sự nam, hay Upasikasila, giới của người cận sự nữ. Đó là giới của người Phật tử hay những người nương nhờ nơi Phật. 3. 4. Hổ thẹn tội lỗi Hiri và ghê sợ tội lỗi Ottapa. Hổ thẹn tội lỗi tiếng Pali là Hiri. Hiri là hổ thẹn khi làm những hành vi bất thiện, hổ thẹn vì ăn cắp, sát sinh, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nhờ biết hổ thẹn nên người Phật tử không phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say. Nếu chúng ta không có hổ thẹn tội lỗi thì chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta thích. Phần lớn những gì chúng ta làm theo ý thích, ham muốn đều là những điều bất thiện. Như vậy, hổ thẹn tội lỗi là một trong những đặc tính tốt mà người Phật tử cần phải có
đó là thánh sản thứ ba, tiếng Pali gọi là Dana. Khi chúng ta làm điều sai lầm, ta sẽ bị bậc trí tuệ khiển trách. Ta đau khổ vì sự khiển trách đó, sợ hậu quả của những hành động xấu, nên chúng ta không làm những điều bất thiện. Đó là tài sản thứ tư. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi luôn luôn đi chung với nhau. Khi có hổ thẹn tội lỗi thì có ghê sợ tội lỗi. Khi có ghê sợ tội lỗi thì có hổ thẹn tội lỗi. Hai loại hổ thẹn và ghê sợ này được mô tả trong những bài kinh khác là kẻ bảo vệ cho thế giới. Bao lâu chúng sinh hay con người biết có hai kho tàng này thì thế giới và xã hội sẽ tốt đẹp. Khi con người mất một trong hai kho tàng này hay mất tất cả hai kho tàng thì xã hội sẽ bị ô nhiễm. Hai pháp này được gọi là Lokapala Dhamma, là hai pháp bảo vệ thế gian. Hai pháp bảo vệ thế gian Lokapala Dhamma giúp cho thế gian tránh khỏi cảnh phi đạo đức. Đây là hai kho báu tinh thần mà chúng ta phải mến thương và gìn giữ. 5. Hiểu biết Sutta. Hiểu biết là một kho tàng, tiếng Pali gọi là Sutta, có nghĩa là học hỏi hay là hiểu biết những lời dạy dỗ của Đức Phật. Ở đây không phải là sự hiểu biết thông thường. Hiểu biết nhiều, tiếng Pali gọi là Bahusutta, nghe nhiều, hiểu rộng hay đa văn. Bahu có nghĩa là nhiều, Sutta có nghĩa là nghe. Ngày xưa không có sách vở, tất cả những gì hiểu biết là do nghe người khác nói, nghe từ Đức Phật nói, nghe từ thầy giáo nói. Điều này có nghĩa là hiểu những lời dạy của Đức Phật, cả lý thuyết lẫn thực hành. Đây là một gia tài tinh thần mà chúng ta cần phải có. Bạn có thể có gia tài này nhờ đọc sách, hỏi, bàn luận với những người khác và bằng sự thực hành những gì bạn đã hiểu. 6. Bố thí Chaga. Chaga có nghĩa là cho ra, giống như chữ Dana, bố thí cúng dường. Đức Phật dạy chúng ta không nên dính mắc nhiều vào những gì mình có và nên chia sẻ những gì mình có cho kẻ khác. Sự cho ra này phải thực hành với lòng cởi mở, rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ cho người khác. Những người sẵn sàng bố thí hay cho ra được gọi là những người có bàn tay rửa sạch, nghĩa là bàn tay đã rửa sạch mọi sự ích kỷ, hạ tiện. Những người có ít ích kỷ là những người luôn sẵn sàng chia của cải của mình có cho kẻ khác. Những người đó được gọi là Chaga. Đây cũng là một kho tàng quý giá. 7. Trí tuệ Panya. Panya ở đây không có nghĩa là sự hiểu biết thông thường, mà là sự hiểu biết về sự sinh và diệt. Biết được sự sinh diệt, các hiện tượng vật chất và tâm, bạn chỉ có Panya hay trí tuệ này qua việc hành thiện minh sát. Khi hành thiện minh sát đến từng mức nào đó, bạn sẽ thấy đối tượng mà bạn chú tâm đến rồi đi. Khi bạn thấy rõ ràng trong tâm sự sinh diệt này, thì bạn mới được gọi là có tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt. Tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt này là một tuệ giác dẫn đến chấm dứt hoàn toàn đau khổ. Mặc dầu đây chỉ là một tuệ giác thấp trong thiền minh sát, nhưng tuệ này dẫn đến chấm dứt mọi đau khổ. Hiểu biết về sự sinh diệt của các đối tượng rất quan trọng. Nếu bạn không thấy sự sinh diệt của các đối tượng, thì bạn sẽ không thấy chúng là vô thường, khổ, vô ngã, không thể kiểm soát hay điều khiển được. Nếu chúng ta không thấy được ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của vật chất và tâm, thì chúng ta sẽ không thấy vật chất và tâm là đáng chán ngán, ghê tởm. Do đó, chúng ta sẽ không tìm cách thoát khỏi chúng nó. Sự hiểu biết sinh diệt xuyên qua việc hành thiện minh sát này là sự hiểu biết quan trọng. Chỉ khi nào bạn hiểu biết hay thấy được sự sinh diệt của các đối tượng thì bạn mới thực sự thực hành thiền minh sát. Tiếng Pali để gọi những người này là Aradha Vipassaka. Aradha có nghĩa là người bắt đầu, người có sự cố gắng. Vipassaka là người thực hành thiền minh sát. Nếu bạn chưa thấy được sự sinh diệt thì bạn không thể gọi là Vipassaka. Theo nghĩa đúng đắn, Vipassaka là người đã thấy ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Khi bạn chưa thấy được ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã thì bạn vẫn là kẻ chưa đi vào thiền minh sát đúng nghĩa. Chỉ có thể gọi bạn là người đến gần thiền minh sát hay người thực hành thiền minh sát thôi. Như vậy, nói một cách chặt chẽ theo đúng nghĩa thì người đã thấy rõ ba đặc tính thường, khổ, vô ngã mới gọi là người thực hành thiền minh sát. Chúng ta phải cố gắng để có được 7 kho tàng trên. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã có được 7 kho tàng tinh thần này. Khi chúng ta có được 7 kho tàng này thì không ai có thể nói là chúng ta nghèo được. Mặc dầu chúng ta có thể nghèo về vật chất,
nhưng không thể nghèo về tinh thần, vì thế gọi đây là kho tàng tinh thần là đúng. Những kho báu tinh thần này quý giá hơn hẳn các kho tàng trên thế gian, nên khi có được những kho tàng tinh thần này thì ta là người giàu nhất thế giới. Những kho tàng tinh thần này mới thực sự là kho tàng. Các kho tàng vật chất trong đời thường dễ bị nhiều hiểm nguy, có thể bị mất cắp, bị cháy, bị nước cuốn trôi, bị tịch thu bởi chính quyền hay nhà vua, bị con trai hay con gái lấy đi hoặc tiêu tán. Bây giờ, bạn nhìn lại xem bạn có 7 kho tàng này không? Tôi nghĩ là bạn có đó. Vậy chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta có 7 kho báu. Nếu chúng ta chưa có, chúng ta phải cố gắng để có. Trong 7 kho tàng được Đức Phật dạy, bạn có thấy chánh niệm Sati trong đó không? Không có chánh niệm ở đây. Trong phụ chú giải, 7 kho tàng này được ghi là Đức Tin Sada, Hổ Thẹn Tội Hiri, Ghê Sợ Tội Lỗi Ottapa, Hiểu Biết Sutta, vân vân. Những kho tàng khác thì giống nhau. Chánh niệm Sati được thay vào chỗ giới luật Sila. Như vậy theo phụ chú giải, chánh niệm là một kho tàng. Chúng ta giàu có nhờ chánh niệm. Hôm nay chúng ta hành thiền minh sát, chánh niệm trọn ngày, thực hành nhiều giờ. Chúng ta đã đặc biệt làm giàu cho kho tàng chánh niệm của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng đang làm giàu cho tất cả 7 kho tàng của mình. Như Subhabuddha đã nói, chúng ta không nghèo, chúng ta là những kẻ giàu có. Chúng ta hãy cố gắng để giàu hơn bằng cách nỗ lực thực hành thiền minh sát.